xong rồi là nghi ngờ lẫn nhau. Draco Malfoy was strutting around the school as though had just been appointed head boy. Cái thằng Draco Malfoy thì nó đi một cách trịnh thượng xung quanh trường như thể nó vừa mới được bổ nhiệm cái vị trí đó là huynh trưởng, cái bộ gọi là cái người đứng đầu nhà đúng không, quản lý học sinh. Cái từ strut nha, strut có nghĩa là kiểu mình đi và nó rất là vênh, mặt ngẩng lên trời, đấy đó, vênh vênh vào lắm. Rồi tiếp theo appoint thì đấy, bổ định, bổ nhiệm, chỉ định nhá, bổ nhiệm và chỉ định. Head boy đúng không, tức là người đứng đầu. Harry didn't realize what he was so pleased about until the potions lesson. About a fortnight after Dumbledore and Harry had left. Ui, câu này ngữ pháp nó khó quá nhỉ. Nào, Harry này không có nhận ra cái mà cái thằng Malfoy nó thấy hài lòng về. Đúng không? Cái thứ mà thằng Malfoy nó cảm giác hài lòng, nó đang tận hưởng về ấy. Cái từ pleased ở đây là kiểu như mình thỏa mãn. Đó, thỏa mãn về một điều gì đó. Cho đến khi the potions lesson about a fortnight after Dumbledore and Harry had left, cho tới khi cái tiết độc dược, cái môn độc dược, cái giờ độc dược tầm khoảng nó gọi là 2 tuần sau khi thầy Dumbledore và ông Harry đã bị đưa đi, đã bị bế đi. When sitting right behind Malfoy, Harry overheard him gloating to Crabbe and Goyle. Khi mà ngồi đằng sau Malfoy thì Harry đang nghe thấy, vô tình nghe thấy thằng Malfoy nó đang hậm hĩnh, nó đang khoe khoang với lại Crabbe và Goyle. Ngữ pháp câu này dã man quá. Bởi vì nó có nhiều cái thành phần phụ á. Fortnight đó là 2 tuần nha, 2 tuần trăng. Rồi tiếp theo này, overheard đó là cái quá khứ của từ overhear. Overhear tức là mình vô tình mình nghe thấy thôi chứ không phải là mình cố tình nghe lén. Nha, nghe lén thì nó gọi là eavesdrop cơ. Đó, gloat thì tức là cái từ nó gọi là kiểu mình đang vênh mặt lên, mình khoe khoang, mình hậm hĩnh với một ai đấy. Nó là cái từ gloat nhá. Ví dụ bây giờ đi, cái kẻ thù của mình ấy mà thất bại, cái thằng mà mình ghét ấy, nó bị điểm kém, úi dồi ôi, mình ra mình vênh mặt mình sướng đúng không, thì đấy là mình đang gloat, right? Nhớ thả tim nhé. I always thought father might be the one who got rid of Dumbledore. Tao đã luôn luôn nghĩ rằng bố tao sẽ là cái thằng bố tao sẽ là cái người the one, sẽ là cái người mà sẽ tống cổ thầy Dumbledore ra khỏi trường. Got rid of, kiểu get rid of something thì tức là tống cổ rồi đuổi đi hay là mình bỏ một thứ gì đó đi. He said, not troubling to keep his voice down. Không hề khó khăn trong cái việc nó gọi là giữ cho cái tiếng nói của mình nó nhỏ lại. Tức là nó đang khoe đúng không? Nó đang nói rất to. I told you, he thinks Dumbledore's the worst headmaster the school's ever had. I told you, ta nói với mày rồi, đó là bố tao nghĩ rằng thầy Dumbledore, ông Dumbledore đúng không, là cái hiệu trưởng tồi tệ nhất mà cái trường Hogwarts nó từng có. Maybe we'll get a decent headmaster now. Có lẽ chúng ta sẽ có một cái hiệu trưởng mà nó gọi là hẳn hoi, tử tế hơn bây giờ. Đấy, kiểu thế. Cái từ decent nhá, nó có nghĩa là tử tế, hẳn hoi, hoàn chỉnh, rồi là chỉnh chu đúng không? Một decent headmaster now. Someone who won't want the Chamber of Secrets closed. Ai đó mà người sẽ không muốn cái hầm chứa bí mật nó bị đóng, đúng không? Won't want, không hề muốn này. Won't want the Chamber of Secrets closed. Không hề muốn cái hầm đấy nó bị đóng. Em muốn luyện ứng dụng từ mới vào viết câu nhưng không có ý tưởng để ứng dụng. Thì tức là em không nghĩ được cái văn cảnh đúng không? Thì bây giờ thực tế ra này, em cứ đi về, em viết nhật ký cái ngày hôm nay nó có chuyện gì xảy ra ấy. Em tập đặt câu. Viết nhật ký cũng là một cái hay đấy. Hôm nay mình đi xem phim, phim đấy như thế nào đúng không? Mình viết lại thôi. McGonagall won't last long. She's only filling in. Cái bà McGonagall ấy, thì bà sẽ không trụ được lâu đâu. Bà sẽ không gọi là thay thế được thầy Dumbledore lâu đâu đúng không? Bà chỉ gọi là trong thời điểm hiện tại thì gọi là lấp đầy chỗ trống thôi. Fill in nhá. Fill, lấp đầy chỗ trống của thầy Dumbledore thôi đúng không? Chứ không có phải là hiệu trưởng vĩnh viễn đâu. Snape swept past Harry. Cái từ swept coi là cái quá khứ của từ sweep. Sweep là cái hành động nó gọi là quét nhà, nhưng mà chúng ta phải hiểu là cái áo choàng nó lượt quẹt vào trên nền nhà. À đúng không? Nó đi qua Harry, making no comment about Hermes empty seat and cauldron.
Ông Snape, ông ấy đi qua Harry và ông ấy không hề nói một cái lời nào, một cái nhận định nào về cái ghế trống không của Hermione và cái vạc, cái nồi đun độc dược mà nó gọi là trống không của Hermione. Cái này đọc tắt đi nhá, đọc tắt là Hermione thôi. Cái từ này này, đây là một cái từ mà mình thấy rất nhiều người sai. Đấy, nó nên tập reading như thế nào mới hiệu quả. Reading thì phải biết được cái ngữ pháp và thứ hai là phải chịu khó tra từ thì nó mới hiệu quả được. Nó đọc là comment. Comment, âm e, không phải common, yeah, cũng không phải common nữa. Comment, comment. Sir, said Malfoy loudly. Sir, why don't you apply for the headmaster's job? Thưa thầy, tại sao thầy không có gọi là tranh cử, đúng không? Không có gọi là ứng cử vào cái vị trí hiệu trưởng vậy? Malfoy nói rất là to. Thưa thầy, thầy Snape đó, tại sao thầy không có apply for, đúng không? Apply for, đấy, ứng cử. Now, Malfoy, rồi, bây giờ này, Malfoy, said Snape though he couldn't suppress a thin lip smile. Mặc dù ông Snape không thể nào nén lại, giữ lại một cái nụ cười môi mỏng của ông ra. Một cái nụ cười kiểu như hơi nhếch nhếch ra một tí, đúng không? Cái từ lip, môi này, thin, mỏng. Đấy, vậy thì tức là cười nó gọi là kiểu như nhẻn miệng cười một tí, đúng không? Đấy, kiểu thế. Professor Dumbledore has only been suspended by the governors. I dare say he'll be back with us soon enough. Thầy Dumbledore ấy chỉ có bị gọi là án treo, bị treo cái công việc tạm thời bởi những người quản lý thôi. Ta có thể gọi là dám cá rằng, ta dám nói rằng là thầy ấy sẽ quay trở về với chúng ta sớm thôi. Soon enough. Đó, soon enough. Đâu nhỉ? Từ governors nha, có nghĩa là những người mà kiểu như quản lý. Đấy, những người bề trên, quản lý. Bởi vì từ govern ấy, govern tức là quản lý, kiểm soát. Đấy, government đúng không? Đó là chính phủ mà. Suspend thì nó có nghĩa là một thứ gì nó bị treo. Bị treo, và đây là án treo theo kiểu nghĩa bóng. Yeah right, said Malfoy smirking. Ờ đúng rồi, Malfoy nói thế và đang cười nhếch mép. I expect you have father's vote, sir, if you wanted to apply for the job. Em dám chắc rằng, em nghĩ rằng là bố em sẽ vote cho thầy nếu như mà thầy muốn cái công việc này. Đó, I expect, tức là cái từ này nó gọi là kỳ vọng. Đó, tức là kiểu mình nghĩ đến tương lai, đúng không? Em nghĩ rằng là bố em sẽ vote cho thầy nếu như mà thầy wanted to apply for the job. I'll tell father you're the best teacher here, sir. Em sẽ nói với bố em là thầy là cái người giáo viên tuyệt vời nhất ở đây. Snape smirked as he swept off around the dungeon, fortunately not spotting Seamus Finnegan, who was pretending to vomit into his cauldron. Ông thầy Snape, ông ấy cũng cười nhếch mép khi mà ông ấy đi lẹt quẹt qua cái hầm ngục. Đấy, đi qua lớp nhá, bởi vì lớp thì nó học ở dưới hầm ngục mà. Dưới một cái ngục tối ấy. Đấy, cái dungeon chính là cái ngục đó. Và đây có nghĩa là kiểu rảo bước đi, đúng không? Cái áo choàng nó lẹt quẹt ở dưới đất. Fortunately, may mắn thay là không có phát hiện ra cái thằng Seamus Finnegan. Spot. À, bình thường danh từ nó là một vị trí ở dạng động từ thì nó là phát hiện ra. Và Finnegan đang pretend, tức là đang giả vờ là nôn vào cái vạc đun độc dược của cậu ta. Đấy, nôn vào cái nồi đun độc dược của cậu ta. Vomit. Yeah, nôn. I'm quite surprised the mudbloods haven't all packed their bags now. Tao cảm thấy khá là ngạc nhiên là những cái đứa máu bùn ở trong trường chưa có đóng gói đồ đạc của mình. Đấy, chưa có đóng gói đồ đạc của mình để mà chuẩn bị đi về, đúng không? Haven't all packed. Cái từ pack ở đây là đóng gói đồ nhá. Their bags, đúng không? Cái túi của mình. Malfoy went on. Bet you 5 gallons, the next one dies. Pity it wasn't Granger. Malfoy tiếp tục nói và cá với chúng mày 5 cái đồng vàng rằng là cái người tiếp theo, cái nạn nhân tiếp theo ấy, nó sẽ dies, nó sẽ chết thôi. Tức là từ trước đến giờ mới chỉ là chấn thương, đúng không? Bị thương thôi, bị hóa đá thôi, chứ chưa có cái tử vong. Pity it wasn't Granger. Ôi, thật là kiểu đáng buồn khi mà nó không phải là Granger, không phải là cái con bé Hermie á. Pity thì tức là một sự nó gọi là giống kiểu mình thương người, đúng không? Dù là mình cảm thấy nó hơi... nó giống như kiểu một người bề trên đang ban phát tình thương, đang ban phát cái ơn huệ cho người ở bề dưới. Đấy thì nó gọi là một cái pity. Nhá, pity.
Đó, mình thương người ta đúng không? Mình ban phát cho người ta đấy. Ví dụ self pity tức là cái sự mà nó gọi là thương thân trách phận, self pity, bản thân mà, đúng không? Self pity. The bell rang at the moment, which was lucky. At Malfoy's last words, Ron had left off his stool. Ron had left off his stool, and in the scramble to collect bags and books, his attempts to reach Malfoy went unnoticed. Cái chuông báo hết giờ ấy, thì nó rung lên, nó vang lên đúng ở một cái thời điểm đấy. Thương xót, đúng rồi, self-pity, sự thương thân, trách phận, đúng không? Ôi, số mình thật là hẩm hiu, không có người yêu, kiểu thế. Không phải bản thân mình nha, mình nói các bạn ấy. Cái chuông thì nó vang lên, đúng không, ở thời điểm đó. Và cái điều này thực sự nó rất là may mắn này. Cái lời nói cuối cùng của Malfoy, last words, cái lời nói cuối cùng nhá. Thì Ron đã nhảy sổ ra khỏi cái ghế cậu ta ngồi. Bởi vì bây giờ nếu mà có người yêu thì đã không ngồi ở đây lên xem livestream rồi đúng không? Đây. Nói các bạn nên nói mình đâu. thương thân trách phận lắm. Thì cái từ left off ở đây này, nhảy lên nha, nhảy chồm lên. Stool, cái ghế đầu. Có mà. Có cái yêu dấu mà. Stool là cái ghế đầu này. Và trong cái tình huống lộn xộn, trong cái sự lộn xộn của tất cả học sinh, cái chả cái để mà trong cái sự lộn xộn của lớp để mà thu dọn những cái cặp sách và những cái cuốn sách. Đấy, thì cái sự nỗ lực, cái sự cố gắng của Ron để mà chạm đến thằng Malfoy nó gọi là bị bỏ qua, không ai để ý đến. Scramble nha, scramble tức là một cái sự gì đó mà nó nguấy nguấy. Nó nguấy nguấy. Đấy, hỗn loạn, thấy chưa? Bình thường mình nấu trứng ấy, mình rán trứng xong rồi mình ngoáy ngoáy nó lên ấy, thì tức là món trứng băm, đúng không? Cái món nó gọi là trứng băm nha, thì đấy mình gọi là scrambled egg. Đó, cái món trứng băm. Thì đây nó là sự lộn xộn của cả lớp. Để mà collect, để mà thu thập, đúng không? Thu những cái túi sách và những cái cuốn sách lại. Đấy, thì cái attempt đó là cái sự nỗ lực. Đấy, cái mình cố làm một cái việc gì đó và reach tức là chạm đến với tới. Thằng Malfoy thì cái sự đấy nó went unnoticed, tức là mọi người không có để ý được cái hành động đó của Ron. Let me at him. Thả tao ra, thả tớ ra để mà tớ ăn thua với nó. Ron growled. Ron gầm gừ. Đấy, gầm gừ. As Harry and Dean hung on to his arms. Khi mà Harry và Dean thì gọi là giữ tay của Ron lại, bám chặt lấy tay của Ron. Từ hung ở đây nha, thì đó là cái quá khứ từ hang, đúng không? Kiểu như giữ. Đấy, giữ lại. I don't care, I don't need my wand, I'm going to kill him with my bare hands. Tôi không quan tâm, tôi không cần đũa thần của tớ. Tớ sẽ giết cái thằng Malfoy với đôi bàn tay này, đúng không? Chỉ cần tay thôi, tớ vặn cổ nó rồi, đấy, kiểu thế. Bare hands nha, thì bare đó có nghĩa kiểu không có một thứ gì nó che ấy. Đấy, không có thứ gì nó che. Đó, thì đây là tay trần, đúng không? Hurry up, I've got to take you all to apology. Nhanh nào, tớ phải đưa tất cả mọi người tới cái... tôi phải đưa tất cả mọi người tới cái môn nó gọi là... thảo dược, cái môn thảo dược. Bởi vì này, ology tức là liên quan đến ngành nghiên cứu, còn herb thì đó là kiểu thảo mộc, thảo dược, rau thơm nhá. Buck snapped over the class's heads, and off they went. Crocodile faction with Harry, Ron and Dean bring up the rear. Ron still trying to get loose. Và đây ông Snape ông ấy gầm lên. Cái từ bark là con chó nó sủa ấy, nhưng mà đây con người mà sủa thì tức là gầm lên nhá. Gầm lên, hét lên. Ở trên bục giảng, đấy, và ở dưới thì học sinh, đúng không? Thế cho nên là nó mới gọi là over the class's heads. Có lẽ ở dưới kiểu như là học sinh nó đang ngồi ở bàn ấy, thế cho nên là nó hét vào đầu, đúng không? Đang đứng và từ trên bục giảng hét xuống đầu học sinh. Và họ bắt đầu đi. Đấy, off they went ở đây, tức là họ bắt đầu đi. Đi theo cái phong cách nó gọi là crocodile, có nghĩa là cái con cá sấu. Tức là nó đi đi như thế nào? Nó đi theo kiểu này này. Đó, nó đi theo kiểu đấy. Thì cái con cá sấu đúng không? Nó đi theo kiểu gọi là ngoằn ngoèo như thế mà. Vậy thì tức là người ta cứ đi bên này xong rồi đi bên kia, đúng không? Crocodile faction.
Fashion nó không phải là thời trang ở đây đâu, nó là phong cách, nó là cái cách thức. With Harry, Ron and Dean bring up the rear, tức là ba cái người này thì theo sau, đi ở cuối hàng ấy. Ron thì vẫn cố gắng để mà kiểu như là thoát bản thân mình ra khỏi cái sự giữ lại của Harry và Dean. Đó, hình chữ chi à? Ok, hình chữ chi. Loose là một cái trạng thái lỏng lẻo nhá, và get loose có nghĩa là kiểu thoát ra, đúng không? It was only safe to let go of him when Snape had seen them out of the castle. Nó chỉ có an toàn để mà thả Ron ra khi mà ông Snape, ông ấy đã nhìn thấy tất cả học sinh đi ra khỏi tòa lâu đài. And they were making their way across the vegetable patch towards the greenhouses. Và họ, học sinh ấy, thì đang rảo bước trên cái con đường của mình đi qua cái khu trồng rau. Đấy á, cái vegetable thì ai chẳng biết là rau, nhưng mà cái patch thì bình thường nó là một cái ô đất. Đấy, cái ô đất, một cái miếng đất. Vậy thì đây có nghĩa là cái miếng đất trồng rau. Rồi, towards, đi đến đúng không? Cái greenhouses, cái những cái nhà gọi là nhà kính để mà trồng rau, rồi là chăm sóc thảo dược ở trong đấy. À, từ này mọi người biết đọc không? Cái từ này nó hơi khó một tí đúng không? Không phải là towards, nó không phải là nó hơi khó đọc. Chúng ta có thể hiểu là bây giờ đọc nó như thế này này. Thought. Cách điệu nó lên một chút nhé, xong rồi thêm S vào. Đó, thì nó towards, đúng không? Towards. Đó, thought. Nhưng mà cách điệu nó nhé, bởi vì cái âm TH này ấy, thì nó là giống kiểu chúng ta chẻ lưỡi ra towards, đúng không? Chữ T mà. Towards. Đó, thì đấy là cách đọc của từ này nhé. Towards. Nào, tiếp theo này. The apology class was very subdued. Cái lớp học thảo dược thì nó lại rất là bị gọi là bị trầm. Đó, bị trầm, nó bị gọi là bị hãm lại, bị giữ lại. Bởi vì từ subdue nó giống như kiểu một cái con mãnh thú nó bị tiêm thuốc mê ấy. Đấy, thì tức là bị hãm lại đúng không? Nó bị cưỡng lại. There were now two missing from their number, Justin and Hermione. Thì bây giờ đang có hai học sinh mà nó gọi là bị thụt đi so với lại cái quân số. Đó là Justin và Hermione. Đúng không? Có hai học sinh bị biến mất mà. Professor Sprout set them all to work pruning the Abyssinian silver figs. Nói chung là một cái thứ gì đó. Thì đây, cái giáo sư Sprout, cái bà dạy cái môn thảo mộc, đúng không? Thảo dược. Thì bà sắp xếp cả lớp là phải, nó gọi là hái, cắt tỉa, hoặc là có thể hiểu là bẻ cái gai của cái hoa đằng sau. Đó, cái từ prune á, cái từ prune, từ từ này. Từ prune có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là giống như kiểu bây giờ cái hoa hồng ấy, xong rồi mình bẻ cái gai của nó, mình cấu những cái cuống của nó ra, thì đấy có thể được hiểu là prune. Đó, và ở đây đúng không? Bà sắp xếp học sinh này, set them all này, tức là kiểu bà sắp xếp học sinh để mà phải work đối với cái việc đấy, làm cái việc đấy. Harry went to tip an arm. Không, không. Harry đi đến này để mà đổ một đống cái cuống rau, được chưa? Một đống cái cuống nó bị héo. Không. Một nắm những cái cuống nó bị héo vào trong cái đống, nó gọi là đống phân bón. Và sau đó thì nhận ra bản thân mình đang mặt đối mặt với lại Ernie McMillan. Đấy, nó hơi nhiều từ khó. Bởi vì này, armful nhá. Arm là cái cánh tay, và đây có nghĩa là armful, tức là kiểu như mình đang bê một cái đống trên tay của mình. À, được chưa? Và tip thì tức là một cái đầu của một thứ gì đó. Đấy là dạng danh từ, dạng động từ, tức là mình đổ á. Mình đổ, mình đưa cho người ta. Mình tip tiền cho người ta mà, mình bao tiền cho người ta, đúng không? Mình đưa cho người ta. Và withered tức là nó đã bị héo rồi. Stalks ở đây có thể hiểu là cái cuống rau nhá, cái cuống hoặc là cái cành. Đấy, cái cành nhỏ. Now onto the composed heap. Heap là cái đống. Một đống gì đó mà nó chồng lên nhau, và compost tức là phân bón. Đó, phân bón hoặc là đất nó đã được gọi là đất trồng. Đấy, kiểu thế thì nó gọi là compost. Nha, compost. Và tiếp theo này, nhận ra bản thân mình đang face to face, mặt đối mặt với lại Ernie McMillan. Ernie took a deep breath and said very formally, I just want to say, Harry, that I'm sorry I ever suspected you. I know you never attacked Hermione Granger,
and I apologize for all the stuff I said. We're all in the same boat now, and well, đây, Ernie McMillan này, thì lấy một cái hơi rất là sâu, lấy một hơi rất là sâu, took a deep breath, hơi thở sâu, deep đúng không? Và nói rằng, nói theo một cái tông giọng mà nó vô cùng là nghiêm túc, đấy, vô cùng là kiểu như lịch sự đúng không? Very formally. Tớ chỉ muốn nói với cậu như thế này này, Harry này, rằng tớ xin lỗi là tớ từng nghi ngờ cậu. Đó, suspect, nghi ngờ đúng không? Tớ biết rằng là cậu sẽ không bao giờ tấn công Hermione đâu. Đấy, và tớ cũng xin lỗi, apologize, xin lỗi nhé. Xin lỗi vì tất cả những điều mà tớ đã nói. All the stuff đúng không? Tất cả những điều tớ đã nói. Chúng ta bây giờ cùng tình thế với nhau, chúng ta bây giờ cùng tình cảnh với nhau. Và kiểu thế. Thì on the same boat, từ từ này, in the same boat. Boat là cái thuyền, đúng không? Và in the same boat có nghĩa là kiểu cùng thuyền, cùng hội cùng thuyền với nhau, cùng chiến tuyến với nhau ấy. Cùng tình cảnh với nhau đúng không? Rồi. Tiếp theo. He held out a pudgy hand and Harry shook it. Thằng thằng bé Macmillan ấy, nó giơ ra một cái cánh tay múc míp béo ục ịch của nó, và sau đó thì Harry bắt tay. Được không? Cái pudgy nhá, thường là nó nói theo kiểu thịt lợn nó bị bó lại. Đó, vậy thì đấy là cái cánh tay, cái ngón tay mà nó múp míp đúng không? Nhìn nó hơi phồng phồng một tí. Ok, Ernie and his friend Hannah came to work at the same shrivel fix as Harry and Ron. Ernie và bạn của nó, tên là Hannah, thì đến cái chỗ đấy để mà cùng làm việc với nhau đối với là cái khóm shrivel fix, khi mà cái khóm hoa mà Ron và Harry đang đang làm bài đúng không? Đang thực hiện đó. That Draco Malfoy character, cái thằng Draco Malfoy đấy, đấy cái thằng đấy, character nha, nó là nhân vật đúng không, rồi là thường nói về tính cách, cái thằng đó ấy, said Ernie, breaking off dead twigs, he seems very pleased about all this, doesn't he? Cái thằng đấy ấy, nó có vẻ là rất là hài lòng, rất là thỏa mãn về tất cả những cái thứ này nó xảy ra, có phải không? Tại sao chỗ này nó gọi là dead twigs này? Twigs chính là cái cành cây, hoặc là kiểu như là cái nhánh cây mà nó nhỏ. Nha, và đây là cái nhánh nó đã bị chết, nó đã bị héo. Đó. Do you know I think he might be Slytherin's heir? Cậu có biết không? Có ai Potterhead không? Thực tế ra mình thích, mình cũng là Potterhead đấy. Đó, bởi vì là trong đấy thế giới nó màu nhiệm đúng không? Nó phép thuật. Đấy. Potterhead. Cái từ đấy đi thi dùng được đấy, Potterhead được nhá. Cháu giám khảo cũng là cái người Potterhead luôn đúng không? Xong rồi hai ông bắt tay với nhau, ê, 10 điểm đi về đây, không phải thi nữa đâu. Do you know? I think he might be Slytherin's heir. Cậu có biết không? Tớ nghĩ rằng là cái thằng Malfoy ấy, nó có thể là hậu duệ của Slytherin đó. Hậu duệ, người thừa kế, heir. That's clever of you. Cái điều đấy, cậu nói được cái điều đấy thì thật là thông minh đúng không? Said Ron. Ron nói một cái giọng nó rất là kiểu châm chọc á. Who didn't seem to have forgiven Ernie as readily as Harry. Clever là thông minh nhá. Và Ron có vẻ là chưa có tha thứ cho Ernie, sẵn sàng tha thứ cho Ernie như là Harry. Đó, ready đúng không? Ready là kiểu như là sẵn sàng đó. Và đây là forgiven, for, kiểu đấy là cái quá khứ phân từ của từ forgive đúng không? Forgive. Do you think it's Malfoy, Harry? Ernie asked. Cậu có nghĩ rằng đấy là Malfoy không, Harry? Con Ernie, cái thằng Ernie nó hỏi vậy này. No, said Harry. So firmly that Ernie and Hannah stared. Nói một cách rất là chắc nịch mà Ernie và Hannah thì bắt đầu nhìn chằm chằm. Stared, nhìn chằm chằm. Firm, chắc chắn. Là một cái thứ gì mà nó chắc, nó bó chặt lại với nhau thì nó gọi là firm. A second later, Harry spotted something that made him hit Ron over the hand with his pruning shears. Một giây sau đó thì Harry nhận ra một cái thứ gì đó, phát hiện ra một thứ gì đó. Spot nhá, danh từ nó là một cái chỗ, một cái vị trí, dạng động từ, tức là phát hiện ra cái chỗ đấy. Phát hiện ra một thứ gì đó mà khiến cho cậu ta đánh vào tay Ron. Đánh vào tay Ron với cái kéo cắt tỉa của mình. Đó, cái kéo cắt tỉa hoa của mình đấy, bởi vì từ shear thì bình thường nó là cái kéo, rồi tiếp theo này prune thì đó là cái hành động mà nó gọi là cấu cắt tỉa những cái thứ mà nó bị héo rồi,
đúng không? Và đấy, shears nhá. À không, có thể hiểu là cái liềm, đấy, cái liềm cắt cỏ của cậu ta. Ouch, what a, cái gì đấy, đúng không? Ow, ôi, ow, cậu đang làm gì đấy? Harry was pointing at the ground a few feet away. Harry đang chỉ vào cái mặt đất, chỉ vào cái phía đất, cách một vài bước chân. Đấy, cách một vài bước chân. Ground là mặt đất nha. Several large spiders were scurrying around, scurrying across the earth. Một vài những cái con nhện lớn thì nó đang vội vã chạy đi trên cái mặt đất. Đó, chạy trên cái the earth thì đó là cái mặt đất mà. Scurry. Scurry thì đó là hành động mà kiểu như chân mình đi rất là nhanh, nhưng mà đó là những cái bước nhỏ. Thả tim nhá, nhớ thả tim nhá. Ai đi ngang qua đây thấy live nó ổn ổn nha thì mọi người follow thả tim giúp mình nha. Cảm ơn mọi người. Now, oh yeah, said Ron, trying and failing to look pleased. Ừ đúng rồi, Ron nói như thế, cố gắng và thất bại. Ví dụ mình nói là out of touch, tức là không có biết về những chuyện xảy ra xung quanh ấy. Đó. Ừ. Đúng rồi, nói một cách tự đắc hay là tâng bốc nhá. A touch ở đây ấy, nó không phải là một cái cú chạm tay đâu, mà nó có nghĩa là cái nguồn thông tin, rồi là cái diễn biến. Đó, cái diễn biến. Tôi biết một số những cái diễn biến về cái vụ bắt giữ của Hagrid. Arrest, bắt giữ đúng không? Than you do, hơn là cậu đấy, Mr. Weasley. Ông Lockhart, ông nói trong một cái tông giọng rất là tự sướng này. Ron started to say that he didn't think so, somehow, but stopped in mid-sentence when Harry kicked him hard under the desk. Ron bắt đầu muốn nói, đúng không? Started to say. Cái này ấy, có nghĩa là kiểu như bắt đầu, chuẩn bị bắt đầu thôi. Đấy, chuẩn bị bắt đầu nói rằng là cậu ấy không nghĩ như thế. Nhưng mà bằng một cách nào đó, nhưng mà cậu ấy lại dừng lại khi mà được nửa câu. Đúng, dừng lại khi mà được nửa câu. Khi mà Harry lúc đấy đá chân cậu ta rất là mạnh dưới cái bàn. Đó, under the desk. Nào, từ từ này. Tại sao chỗ này nó lại started to, mà mình lại bảo rằng là à, nó mới bắt đầu thôi nha, nó mới bắt đầu. Cái sự khác nhau giữa cái từ start doing something với lại start to do something ấy, thì thằng start doing something thì tức là nó đã xảy ra, còn start to do something tức là mới chuẩn bị xảy ra thôi. Yeah, mới chuẩn bị xảy ra thôi. Đấy, vì vậy cho nên đây này, nó mới dùng là started to say. Yeah, ấy, mới mở mồm ra nói rằng là cậu ấy không nghĩ như thế. Đấy, nhưng mà dừng lại khi được nửa câu, mid sentence đúng không, giữa câu. We weren't there, remember? Harry muttered. Chúng ta không có ở đấy, nhớ không, đúng không? Kiểu như đeo đang khoác lên cái áo choàng tàng hình mà chúng ta không ở đấy. Đấy, Harry thì thầm như thế. But Lockhart's disgusting cheeriness. Nhưng Lockhart's disgusting cheeriness, his hints that he had always thought Harry was no good, his confidence that the whole business was now at an end, irritated Harry so much that he yearned to throw Gadding with Ghouls right in Lockhart's stupid face. Nhưng cái sự nó gọi là hân hoan một cách đáng tởm, đáng kinh tởm của ông Lockhart, cái sự hân hoan, cái sự vui sướng đáng kinh tởm của ông Lockhart, cái gợi ý của ông ta, những cái lời nói ám chỉ của ông ta rằng ông ấy luôn luôn nghĩ Harry là một cái người tệ, was no good, đúng không, người tệ, cái sự tự tin của ông ta rằng toàn bộ cái vụ việc này thì bây giờ nó đã kết thúc rồi đấy, thì cái việc đấy, tất cả những cái việc đấy, cái chủ ngữ này thì nó gây khó chịu cho Harry rất là nhiều đấy, mà đến nỗi cậu ấy mong muốn, cậu ấy muốn có một cái ham muốn tức thời là ném cái quấn, nó gọi là những cuộc dạo chơi với con ma, thẳng vào mặt ngu ngốc của cái ông thầy. Yeah, đấy. Remember doing và remember to do something á. Remember doing tức là à, nó đã xảy ra rồi trong quá khứ, còn remember to do tức là mình dặn bản thân mình là phải ghi nhớ một cái gì đó, đúng không, nhớ là phải làm cái này. Được rồi, phân tích từng từ nhá. Disgusting, đáng tởm, đáng kinh tởm. Cheeriness, đúng không? Cheer, cheer thì tức là một cái sự nó gọi là ăn mừng đó. Và cheeriness ở đây là cái danh từ của nó. Cheery tức là một cái thái độ hân hoan. Hints thì đó là những cái lời kiểu mình ngụ ý, đúng không? Mình có một cái kiểu ám chỉ như thế. No good, cái đấy không good. No good tức là nó rất là tệ.
giải thích nó hơi hiển nhiên nhỉ. Cái confidence, cái sự tự tin này, cả cái vụ việc the whole business, đây không phải là kinh doanh mà nó đang là cái việc đấy. Toàn bộ cái vụ việc này thì bây giờ nó at an end. Nó đã đi đến một cái hồi kết rồi. Irritate thì tức là nó gây khó chịu cho ai đó. Yearn tức là mong muốn, đúng không? Kiểu cực kỳ là mong muốn. Cái từ get ở đây có nghĩa là kiểu như dạo chơi nhá, get with somebody, dạo chơi với các cái con wolves, coi là các cái con ma. Rồi instead hôm qua hôm qua confidence là sự, nó gọi là uy tín này, có thể hiểu là cái sự bảo mật đó. Có được cái sự tín nhiệm của tôi. Instead, he contented himself with scrawling a note to Ron, "Let's do it tonight." Thay vào đó, cậu ấy đành thỏa mãn bản thân mình với một cái việc đó là viết vội một cái note cho Ron, đó là hãy làm cái điều đó tối nay. Tức là hãy gọi là mặc áo choàng tàng hình và đi ra khỏi cái tòa lâu đài, đúng không? Đi vào rừng. Content nhá, content thì đấy, nó có nghĩa là kiểu khiến cho bản thân mình thỏa mãn. Nó có thể hiểu là thỏa mãn đấy. Ở dạng tính từ, I'm content with something, tôi thỏa mãn với một thứ gì đó. Còn đây, có nghĩa là tự hài lòng bản thân mình. Scroll, nó có nghĩa là viết ngoáy, viết nguệch ngoạc. Ron read the message, swallowed hard and looked sideways at the empty seat usually filled by Hermie. Ron đọc cái thông điệp đấy, cái tin nhắn đó, nuốt nước bọt một cách nó rất là ực một cái, đúng không? Kiểu như nén cái cơn tức giận của mình lại, nuốt lại và nhìn sang phía bên ở cái ghế trống không thường nó được gọi là ngồi bởi Hermie. Hermie nhá, mình đọc tắt chứ không cứ là kiểu như lúc nào đọc cái từ này cũng sẽ có ông nó vào, nó gọi là thôi Hermione, từ bây giờ đọc Hermione đi cho nó đỡ kiểu như là bị xăm soi. Cái empty seat đó, cái empty seat nó usually fill, nó thường được fill bởi Hermione. The sight seemed to stiffen his resolve, and he nodded. Cái cảnh tượng thì nó có vẻ là nó đã gọi là khiến cho Ron chắc chắn hơn, và cậu ấy gật đầu, nod, gật đầu, đúng không? Và resolve ấy, đó là một cái determination, một cái sự kiên quyết. Nhằm một cái sự kiên quyết, một cái sự khẳng khái, đúng không? Vậy thì đấy nó gọi là resolve, nó bằng với từ determination đó. Nếu mà bạn nào biết từ đấy thì comment nhé. Còn từ stiff thì nó có nghĩa là cứng, và stiffen có nghĩa là khiến cho nó cứng lại. Được, đông cứng lại. Rồi, đây, làm chắc chắn hơn cái kiên quyết của Ron. The Gryffindor common room was always very crowded these days, because from 6 o'clock onwards, 6 o'clock onwards, the Gryffindors had nowhere to go. Cái phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor thì nó luôn luôn là đông đúc vào những thời buổi bây giờ, vào những ngày này. Because from 6 o'clock onwards, bởi vì từ 6 o'clock, tức là 6 giờ, đúng không, trở đi, onwards, trở đi này, the Gryffindors had nowhere else to go. Cái những học sinh của nhà Gryffindor thì không có nơi nào khác để mà đi. They also had plenty to talk about, with the result that the common room often didn't empty until past midnight. Cậu ta, họ cũng có rất là nhiều thứ để mà nói về. Và cái result, cái kết quả ở đây, đó là cái phòng sinh hoạt chung á, nó chỉ có trống trơn cho đến khi vượt qua 12 giờ đêm. Đó, cho đến khi kiểu qua 12 giờ đêm, đúng không? Qua nửa đêm, midnight ấy. Rồi có từ gì khó? Plenty là kiểu như có nhiều, đúng không? Rất nhiều. Rồi result, kết quả nhá. Harry went to get the invisibility cloak out of his trunk right after dinner. Harry đi lên để mà lấy cái áo choàng tàng hình của mình ra khỏi cái hòm, ra khỏi cái dương, cái trunk, cái dương này, ngay sau bữa tối. And spend the evening sitting on it. Và dành cả cái buổi tối hôm đấy để mà ngồi trên cái áo choàng tàng hình. Yeah. Waiting for the room to clear. Chờ cả cái căn phòng, chờ cả cái phòng sinh hoạt chung ấy là trống không. Clear kiểu như người ta vãn đi, người ta đi về phòng, người ta đi ngủ, đúng không? Đúng rồi, nó là ở đây thì nó là danh từ ạ. Có thể sử dụng là dạng danh từ mà.
Tiếp theo này thì đâu rồi, Fred and George challenged Harry and Ron to a few games of exploding snap and Ginny sat watching them. Fred and George thì thử thách Harry và Ron với một vài những cái game, một vài những cái trò chơi. Đó là búng tay nổ tung. Búng tay nổ tung bởi vì snap này. Snap một cái và explode thì đó là nổ mà. Vậy thì tức là búng tay cái thì sẽ có một tiếng nổ đúng không? Và Ginny thì ngồi nhìn bọn họ. Very subdued in Hermes' usual chair. Very subdued in Hermes' sorry. Quên mất đấy, vừa nãy mình bảo rằng là mình sẽ đọc từ bây giờ đúng không? Đó là cái Hermione. Ngày xưa đọc là Hermione nó quen rồi đấy. Thế cho nên bây giờ cứ quen quen như thế. Đây, very subdued in Hermione's usual chair. Vô cùng là kiểu như bị chế ngự trong cái ghế thường lệ của Hermione. Thường thường là kiểu ngồi một cách rúng gió đúng không? Ngồi không dám ngọ nguậy gì, ngồi một cách nó rất là buồn, ngồi nó đang kiểu như là tâm trạng nó bị giữ lại. Đó, trong cái ghế của Hermione. Harry and Ron kept losing on purpose. Harry và Ron, ngày xưa đọc Harry Potter thì mình hay kiểu như viết tắt Hermie cho nhanh nhé. Thì đây Harry và Ron thì cứ losing on purpose, có nghĩa là kiểu như cứ cố là thua. Đó, cứ cố thua một cách cố tình thua đúng không? On purpose tức là theo mục đích mà. Trying to finish the games quickly, but even so, it was well past midnight when Fred, George and Ginny finally went to bed. Harry và Ron cứ cố gắng để mà hoàn thiện cái trò chơi đấy thật là nhanh. Nhưng mà kể cả cái việc đấy diễn ra, nó cũng phải đến tầm khoảng giữa nửa đêm, qua nửa đêm, khi mà Fred, George và Ginny cuối cùng cũng đã lên giường đi ngủ. Harry and Ron waited for the distant sounds of the two dormitory doors closing before seizing the cloak. Harry và Ron chờ cho đến khi cái tiếng từ xa này, chúng ta sẽ có sounds là âm thanh đúng không, và distant là từ xa đấy, cái tiếng từ xa của hai cái cánh cửa ký túc xá nó đóng lại trước khi gọi là với lấy cái áo choàng tàng hình đấy. Từ seize ở đây có nghĩa là kiểu như mình với tay, mình đưa tay ra mình lấy một thứ gì đó, nó throwing it over themselves and climbing through the portrait hole. Turn in cũng được nhá. Bảo là gọi là turn in tức là đi ngủ á. Call it a night cũng được. Throwing it over themselves and climbing through the portrait hole. Trèo qua đúng không? Cái lỗ có cái bức chân dung để mà đi ra ngoài. Hôm nay hơi ít tim ấy. Bấm nhiều nhá. Portrait đó là cái bức chân dung. It was another difficult journey through the castle, dodging all the teachers. Đó là một cái chuyến đi nó khó khăn để mà đi qua cái tòa lâu đài. Đấy, bởi vì phải né tất cả những cái giáo viên canh gác. Dodge là cái việc mình gọi là cúi xuống để mà mình né một thứ gì đó. Đấy, journey, hành trình đúng không? Một cái vụ gọi là đi thám hiểm ấy, kiểu thế thì gọi là journey, hành trình. Okay, at last they reached the entrance hall, slid back the lock on the oak front doors, squeezed between them, trying to stop any creaking, and stepped outside into the moonlit grounds. At last, cuối cùng, họ đã đi đến cái entrance hall, cái sảnh chính, cái cổng, đúng không? Cái cổng chính, cái sảnh để mà đi vào cái sảnh chính á. Và slid back the lock on the oak front doors, có nghĩa là kiểu như đẩy cái khóa ở cái cửa chính gỗ sồi, đẩy cái khóa ở cái cửa chính bằng gỗ sồi. Slid chính là cái quá khứ của từ slide. Yeah, slide. Không, turn in nó có nhiều nghĩa đấy. Turn in nó có nhiều nghĩa lắm. Yeah, nó có nhiều nghĩa lắm. Turn somebody in thì tất nhiên rồi, nó là tố cáo một ai đó. Turn in cái bài viết của mình ấy thì tức là mình nộp bài. Đó, rồi là turn in nó còn có nghĩa là thôi, rút lại, đúng không? Đi vào phía sau rồi là đi ngủ. Đó, nó có nhiều nghĩa mà. Đây, slid back the
slip back the lock, có nghĩa là kiểu trượt cái ổ khóa trên cái cánh cửa chính bằng gỗ sồi, cái front doors này, những cái cửa chính đúng không? Squeeze between them có nghĩa là kiểu như len người, lẻn người giữa các cái cánh cửa đấy, cố gắng để mà stop bất cứ một cái tiếng cọt kẹt nào, cái tiếng cửa ấy, khi mà mình gọi là mình kéo nặng nề đúng không, hoặc là một cái cửa mà lâu ngày cái bản lề của nó bị khô, bị rỉ thì nó sẽ có cái từ creak nhá. Yeah. And step out into the moonlit grounds, và sau đó bước ra ngoài cái khuôn viên, cái sân bên ngoài nó đã được gọi là được thắp sáng bởi ánh trăng. Đó, nó chỉ có ánh trăng ở bên ngoài thôi. Moonlit nhá. Yeah. Of course, said Ron abruptly. Ron nói một cách nó gọi là đường đột, tự nhiên nói thế. Tất nhiên đúng không? Tất nhiên. Abrupt tức là cái từ nó gọi là đường đột nhá. As they strode across the black bắt đầu léo lưỡi rồi đấy. The black grass, khi mà họ rảo bước đi qua cái bãi cỏ màu đen đó, tức là buổi tối nó không có ánh đèn à, thế cho nên nó gọi là black grass như thế này. Black grass, we might get to the forest and find there's nothing to follow. Chúng ta có thể sẽ đến rừng, có thể sẽ kêu kiểu đến rừng và nhận ra rằng là không có bất cứ một cái con nhện nào để mà đi theo. Those spiders might not have been going there at all. Những cái con nhện đó thì might not have been going there at all, tức là kiểu như chúng nó, những cái con nhện đấy có thể nó không vào rừng đâu, đúng không? I know it looked like they were moving in that sort of general direction, but tôi biết rằng là những cái nó nhìn có vẻ như là những cái con nhện đấy thì nó đang đi theo cái hướng chung chung đấy, cái hướng là kiểu như đại khái là nó đi về rừng, nhưng đúng không? Thì general direction là cái hướng và general là kiểu chung chung đó. His voice tailed away hopefully. Cái giọng nói của Ron thì nó gọi là lạc đi, nó dần dần nó gọi là nhỏ xuống, cái âm lượng dần dần nó nhỏ xuống một cái cách nó gọi là đầy hy vọng. Từ tail là cái đuôi. Và nếu mà kiểu như dần dần là tail away, tức là nó tắt đi đúng không? Dần dần nó giảm cái âm lượng xuống. They reached Harriet's house, sad and sorry looking with its blank windows. Họ reach, tức là họ đi đến cái Hagrid's house, cái ngôi nhà của Hagrid, buồn bã và nhìn nó rất là luyến tiếc bởi vì những cái cửa sổ là bây giờ nó đang trống trơn. Đó, nó không có ánh đèn đúng không? Blank windows. Đấy, blank là một cái ô trống đó. Vậy thì đây là con cái cửa sổ nó mờ đục, nó không có ánh đèn. When Harry pushed the door open, Fang went mad with joy at the sight of them. Khi mà Harry pushed the door open, đẩy cửa mở ra, thì con Fang, con chó ấy, nó quấn quýt đúng không? Nó gọi là chồm lên với lại cái sự vui sướng của nó. Joy, sự vui sướng nhá. Nó điên lên, nó điên rồ lên với sự vui sướng của nó khi mà nhìn thấy hai cái người Ron và Harry. Worried he might wake everyone at the castle with his deep booming barks, they hastily fed him treacle fudge from a tin on the mantelpiece, which glued his teeth together. Lo lắng rằng là cái con chó nó có thể sẽ đánh thức tất cả mọi người ở cái tòa lâu đài với lại cái tiếng sủa mà rất là to và nó trầm của cái con chó đấy. Thì Ron và Harry vội vã cho ăn cái con chó. Cho con chó ăn cái bánh nó gọi là treacle fudge nha, cái bánh nó gọi là treacle fudge từ một cái lon trên cái lò sưởi ấy. Đó, và cái bánh đấy thì nó ngay lập tức nó đã dán cái răng của con chó lại với nhau, nó khiến cho con chó không sủa được nữa. Yeah. Thì đây có những từ nó hay hay như sau này. Đầu tiên là boom đúng không? Boom, ngày xưa mình chơi bom ấy. Đấy thì một thứ gì mà nổ đúng không? Vậy thì tức là nó boom đó, một cái quả bom đó. Và thì đây booming barks, tiếng sủa rất là to như là bom nó nổ. Hasty thì bình thường tính từ nó có nghĩa là một cái hành động vội vã, và đây là trạng từ. Fed, quá khứ từ feed, từ feed là cho ăn nha, và treacle fudge loại bánh thôi. Thin thì nó là một cái chất liệu để mà làm nên cái lon ấy, chất liệu thiếc nha, bằng thiếc, và bình thường ở thin luôn thì nó là một cái lon luôn đó, cái lon giống là lon sữa ông thọ ấy. Mantelpiece, một cái khung lò sưởi. Glue, keo dán, ở dạng động từ, tức là dán chặt lại với nhau. Harry left the invisibility cloak on Harry's table. Cười cười gì đó?
Tìm ở đâu vậy mọi người ạ? Cứ bấm liên tục vào cái màn hình ấy là được á. Cứ bắn liên tục vào màn hình ấy. Rồi tiếp theo này. Harry left the invisibility cloak. Harry để lại cái áo choàng tàng hình của mình on Harry's table, trên cái bàn của Harry. Và there will be no need for it in the pitch dark forest. Sẽ không cần đến cái áo choàng tàng hình trong cái rừng cấm mà nó tối đen như mực đâu. Đúng không? Không có cần. No need nha. Pitch dark có nghĩa là kiểu tối như là một cái pitch. Một cái pitch thì nó gọi là một cái hố sâu. Đấy, vậy thì tối như mực đúng không? Tối như cái hố. Và tiếp theo, come on Fang, we're going for a walk. Nào, đi nào Fang. Chúng ta sẽ đi dạo một chuyến đúng không? Going for a walk. Đi dạo một chuyến. Said Harry, patting his leg, and Fang bounded happily out of the house behind them, dashed to the edge of the forest, and lifted his leg against a large sycamore tree. Thì đây có nghĩa là cái con Fang này nó nhảy chồm lên một cách đầy hạnh phúc, bao đúng không, nhảy lên đó. À, cái từ pat có nghĩa là vỗ nhẹ vào chân của con chó, và sau đó thì nó nhảy lên đúng không, một cách rất là hạnh phúc, ra khỏi nhà, đi đằng sau họ. Dash tức là kiểu phóng rất là nhanh nhá, phóng rất là nhanh đấy, phóng rất là nhanh đến cái rìa của cái rừng, cái bìa rừng đúng không, cái bìa rừng, cái edge có nghĩa là cái cạnh bên ngoài á, còn dash thì đấy là phóng đó. Và lifted his leg against có nghĩa là chồm chân của con chó đấy lên này. Cái từ lift thì bình thường nó có nghĩa là nâng, nâng lên, nhưng mà con chó mà, thì bây giờ mình phải hiểu là chồm chân lên chứ, dựa vào một cái cây rất là to. Đấy, dựa vào một cái cây rất là to, cái cây đấy tên là sycamore, từ từ xem nó là cái cây khỉ gì nhá. Đây, ok, cây sung dâu chưa? Chả biết là cái cây gì đâu. Cây ngô đồng. Thôi nói chung là một cái cây rất to. Ừ. Cái file này thì lên mạng là tải được mà, lên Google nhá, lên Google, mọi thứ lên Google. Harry left ở đâu rồi? Harry took out his wand, murmured Lumos. Harry lấy đũa thần của mình ra và thì thầm Lumos đúng không? Murmur là cái từ nó gọi là thì thầm đó. Thực tế ra cái này này, những thần chú thì nó đều dựa trên tiếng Anh cả ấy. Đấy, bởi vì bây giờ nhá. Luminate, luminate là thắp sáng, illuminate là thắp sáng. Đấy, và gọi là illuminate có nghĩa là kiểu như sự khai sáng đúng không? Illumination, sự khai sáng. Đấy, vậy thì cứ cái lumi á, những cái tiền tố lumi ở đây này thì tức là nó liên quan đến ánh sáng đấy. Đó, vậy thì lumos thắp sáng đúng không? Alright, rồi. À mọi người có biết cái giới nó gọi là cái gì nhỉ? Cái giới tinh hoa đúng không? Illuminati á. Illuminati đấy, kiểu thế. Rồi tiếp theo, and a tiny light appeared at the end of it. Và một cái ngọn đèn rất là nhỏ thì nó xuất hiện ở cái đầu đũa. Đúng không? Cái đầu đũa. Just enough to let them watch. Just enough to let them watch the path for signs of spiders. Nó chỉ đủ sáng để cho họ có thể watch, có thể nhìn cái lối đi. À, cái lối đi này, the path này. Để mà phát hiện ra những cái dấu của các cái con nhện, đúng không? Cái dấu hiệu nhé, sign, những cái dấu hiệu của các cái con nhện. Good thinking. À, ý của nó có nghĩa là thông minh lắm. Said Ron, I like mine too, but you know, it probably blow up or something. Thông minh lắm, Ron nói thế. Tớ có lẽ là sẽ thắp sáng cái đũa thần của tớ. Lác quá. Đấy. Cái mạng của em đấy, đa phần thường thường là mình thấy là do mạng của mọi người ấy. Đó. I light mine too, tức là tớ cũng sẽ thắp sáng cái đũa thần của tớ đúng không? Nhưng mà cậu biết đấy, có lẽ là cái đũa đấy nó sẽ nổ tung hoặc là nó gây ra một cái trò gì đó, đúng không? Nó sẽ blow up. Harry tap Ron on the shoulder. Harry vỗ vào Ron trên vai. Đấy, tức là vỗ vào vai Ron, pointing at the grass. Chỉ vào cái đám cỏ. Two solitary spiders were hurrying away from the one line into the shade of the trees. Nhớ nhắc cái từ tap ở đây có cái là vỗ vỗ. Đấy, vỗ vào vai của Ron, chỉ vào cái bãi cỏ. Có hai cái con nhện nó đang vội vã đi khỏi cái ánh đèn. Đấy, từ cái đũa thần nó phát ra, đi vào cái gọi là cái bóng râm của cái cây. Đó, đi vào cái bóng tối của cái cây.
Solitary nhá, thì đó là kiểu nói về đơn lẻ. Được, nói về đơn lẻ. Ừ. Từ từ này, từ tap nó khác với từ pat đấy. Từ pat là kiểu như mình cầm cả cái bàn tay ấy, mình vỗ vỗ ấy. Đấy, còn từ tap thì tức là thường thường nó dùng một hai ngón tay nó vỗ thôi, đúng không? Hai từ đấy khác nhau về sắc thái đấy, không có dùng thay thế cho nhau được đâu. Nào, hurrying away tức là kiểu vội vã đi khỏi cái one light, cái ánh sáng mà nó phát ra từ cái đũa thần đó, để mà đi vào cái shade, cái bóng râm, cái bóng tối của cái trees, của những cái cây, đúng không? Rồi hỏi cái câu hiển nhiên vậy. À, mình là giáo viên IELTS nha, mình là giáo viên dạy IELTS, dạy online. Nào, shade, bóng râm. Thế thì mọi người có biết cái rapper nó có tên là Lil Shady không? Đấy, ngày xưa cái hồi gọi là 9X mới đầu như mình á, cái thời đầu của 9X á, thì ông rapper này rất là nổi tiếng. Bây giờ thì chìm rồi. Đấy, nhưng mà Lil Shady ấy. Thì mọi người nếu mà bây giờ shade là bóng râm hoặc là bóng tối ấy. Đấy, bóng râm, bóng tối thì shady nó tính từ của nó, thì đây ý nghĩa của cái tên rapper đấy là gì? 9X đời đầu như mình thì sẽ biết, rất là hâm mộ rapper đấy. Lil là little, là một chút á. Đấy, vậy thì shady ở đây là cái gì? Dâm một chút à? Không, nó là kiểu như hơi đen tối, hơi hơi đen tối. Bởi vì shade là bóng tối đúng không? Shade là bóng dâm. Vậy thì đấy, ý của nó shady tức là một thứ gì mà nó bên trong đấy nó tối. Đó. Thì cái chàng chàng rapper này đúng không? Ý của nó có nghĩa là kiểu tao đen tối một chút này, kiểu thế. Okay, wrong side. As though resigned to the worst, I'm ready, let's go. Hơi dâm. Không, hơi đen tối nhé. Thôi được rồi, Ron thở dài như thế. Đấy, như thể là đã chấp nhận cái tình thế nó gọi là tồi tệ nhất. Resign, được chưa? Resign to, thôi, chấp nhận. Chấp nhận cái the worst, cái tồi tệ nhất này. Tớ đã sẵn sàng rồi, đi thôi. So with fangs scrambling around them, sniffing tree roots and leaves, they enter the forest. Với cái con fang nó đi nhảy chân sáo xung quanh Ron và Harry, ngửi ngửi từng cái rễ cây cũng như là từng cái lá một, thì họ đi vào trong rừng. Cái từ scramble nhá, scramble thì đấy, scramble nó có nghĩa là kiểu đi một cách nó gọi là nhảy chân sáo, thường nói về những cái con chó hay là con ngựa. Tiếp theo, sniff, ngửi, đánh hơi. Tree root, rễ cây. By the glow of Harry's wand, they follow the steady trickle of spiders moving along the path. Dưới cái ánh sáng nhem nhóm của cái đũa thần của Harry đúng không? Từ cái đũa thần của Harry thì họ đi theo những cái dấu vết của những cái con nhện đấy, nó đi theo những cái con đường đúng không? Đi dọc theo cái con đường. Chúng ta sẽ có này từ trickle nhá. Trickle giống như kiểu một thứ gì nó đổ ra ấy. Trickle. Đó, một thứ gì mà nó đổ ra thành thành nhiều dấu vết. Đấy, nó đổ ra thành một cái hàng gì đấy thì nó gọi là một cái trickle. Đó. Rồi, và đây là cái steady trickle tức là một cái dòng đúng không? Một cái dòng mà nó rất là ổn định của các cái dấu chân nhện đi dọc theo con đường. Bốn chân á, thì bây giờ hình dung đi là cái con chó ấy, nó cứ thế kiểu như lon ton này, nó non ton, nó nhảy đúng không? Chân nó nhảy lên kiểu kiểu thế. Hình dung thì nó hơi khó. Có một cái video hình ảnh ở đây thì xem là tốt nhỉ. Glow nhá, glow là cái ánh sáng mà kiểu nó hơi mờ mờ, nó không có rõ hẳn đâu. Đấy, nó đang ửng ửng lên đó. They walked for about 20 minutes, not speaking, listening hard for noises other than breaking twigs and rustling leaves. Nhảy chân sáo. Tiếp theo này, tức là họ đi trong tầm khoảng 20 phút không nói với nhau câu nào và lắng nghe, rất là gọi là căng tai để mà lắng nghe những tiếng động ngoài, những cái tiếng đó là cành cây nó bị gãy, cành cây nó bị nát, hoặc là những cái lá nó xào xạc nhá, những cái lá nó cọ cọ vào nhau ấy, nó xào xạc. Rustle thì bình thường nó là một cái từ kiểu mình vo vo một thứ gì đấy, hoặc là mình khiến cho nó bị nát. Đó, còn twigs thì đó là những cái nhánh cây,
thường là nhỏ thôi, không có bằng với từ branch. Twig là nhánh nhá, nhánh, còn branch là cành. Nó khác nhau như thế. Rồi, tiếp theo. Then when the trees had become thicker than ever so that the stars overhead were no longer visible and Harry's wand shone alone in the sea of dark, they saw the spider guides leaving the path. Đây, có nghĩa là như thế này. Và sau đó, khi mà những cái cây nó trở nên rất là dày đặc rồi. Đấy, rất là dày đặc rồi. Và cũng như là những cái ngôi sao ở trên trời, trên đầu nó không có được nhìn thấy nữa. Nó không thể nào nhìn thấy nữa. Visible là có thể nhìn thấy này. No longer. Không còn, đúng không? Không còn nhìn thấy nữa. Và cái ánh sáng trên cái đũa thần của Harry thì bây giờ nó đang sáng lên. Nó là cái ngọn đèn duy nhất trong một cái biển bóng tối. Ở trong một cái biển gọi là bóng tối xung quanh, đúng không? Từ shone chính là quá khứ của từ shine, là nó đang sáng duy nhất cái ngọn đèn đấy trong cả một cái biển bóng tối này. Thì họ nhìn thấy những cái người dẫn đường, những cái con nhện dẫn đường của họ đang rời cái đường chính. Đó, rời cái đường chính. Rời cái đường chính. Cái con đường chính ấy. Cái guides ở đây này giống như kiểu là những người dẫn đường, đúng không? Những cái người nó gọi là tour guides, coi là những người dẫn đường khi mà mình đi du lịch á. Harry paused trying to see where the spiders were going, but everything outside his little sphere of light was pitch black. Harry ngừng lại, cố gắng để mà xem là nơi nào những cái con nhện nó đang đi đến. Nhưng tất cả mọi thứ bên ngoài cái phạm vi ánh sáng của cậu ta thì nó là pitch black, nó là tối đen như mực. Nó là tối đen, đúng không? Tối mù mịt luôn. Bởi vì cái pitch thì thường nó là cái hố ấy. Vậy thì đây có nghĩa là tối như mà mình rơi xuống hố, đúng không? Tối như là kiểu tối đen như mực. Cái spear thì nó có nghĩa là một cái hào quang hoặc là một cái vùng nhá, và đây là cái vùng ánh sáng nhỏ nhoi, đúng không? Vùng ánh sáng nhỏ nhoi. He had never been this deep into the forest before. Cậu ấy chưa bao giờ đi sâu vào khu rừng như thế này trước đây. He could vividly remember Harry advising him not to leave the forest path last time he been in here. Cậu ấy có thể nhớ một cách rõ ràng. Vivid này thì thường là nó là một cái gam màu, nó rất là tươi, nó rất là sáng. Và đây vividly remember, nhớ như in, nha, nhớ rõ ràng. Harry đã khuyên bảo cậu ấy là đừng có rời cái con đường chính, đúng không? Rời cái đường chính, cái forest path ở đây là cái đường kiểu như là cái đường đường mòn, đúng không? Cái con đường người ta đi nhiều quá rồi ấy. Cái đường chính ở trong rừng. Advise, khuyên nhủ là đừng có rời cái đường chính ở cái lần trước khi mà cậu ấy vào rừng đó. But Harry was miles away now. Nhưng mà Harry bây giờ thì đã rất là xa rồi. Này, cái từ miles là cái đơn vị nó gọi là đo đo chiều dài ở bên nước ngoài. Nhá, 1 mile nó bằng ai ở đây biết cái từ đơn vị mile nó bằng bao nhiêu km không? Tức là ở đây ý nghĩa của nó là đang nhấn mạnh là đang rất xa rồi. Harry bây giờ là đang rất là xa rồi. Probably sitting in a cell in Azkaban. And he had also said to follow the spiders. Dặm, đúng không? Một dặm ấy. Đấy. Và probably có lẽ là bây giờ thì ông Harry, ông đang ngồi trong một cái ngục tối ở Azkaban. Cell, đúng không? Một cái hầm ngục, một cái căn phòng biệt giam. Và ông ta đã nói, ông ta đã để lại một cái lời nhắn, đó là hãy đi theo những cái con nhện. 1,6 km à? Alright, một dặm. Đấy, một dặm là 1,6 km. Nhưng mà bây giờ này, nếu mà bây giờ nha, mình mà sẵn sàng, nó gọi là go the extra mile for somebody, thì nó có nghĩa là làm sao? Cái bài của anh chàng Mr. Siro ấy mọi người, cái anh chàng mà hay hát cái bài nó gọi là nhạc buồn, cái nhạc thất tình ấy, anh ấy có một cái câu đó là sẵn sàng đi một dặm vì ai đó, đúng không? Thì tức là đây, mình hết lòng vì người ta này, nhưng mà nó bỏ xứ rồi, đúng không? Go the extra mile for somebody thì tức là sẵn lòng hết mình vì ai đó, làm bất cứ một cái gì, nó hết lòng vì người ta. Nhưng mà nó lại đi nó gọi là yêu thằng khác, đúng không? Đúng rồi, cái bài đấy, một bước yêu một dặm đau đấy, chính xác là cái bài đấy của anh chàng Mr. Siro đó. Bài đấy nghe
não nề quá đúng không, kiểu thế. Something wet touched Harry's hand and he jumped backwards, crushing Ron's foot, but it was only Fang's nose. Đây, một cái thứ gì đó ướt ướt thì nó chạm vào tay của Harry. Đây 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 đây, cái từ touch thì bình thường ấy nó có nghĩa là một cái cú chạm đúng không, và đây có nghĩa là nó chạm vào ở dạng động từ, và Harry nhảy ra về phía đằng sau. Đấy, nhảy về phía đằng sau, dẫm vào chân của Ron, cái từ crush đúng không, kiểu dẫm bẹp á. Nhưng nó chỉ là cái mũi của con chó Fang thôi. Cái mũi của động vật thì thường nó ướt ướt mà, bởi vì chúng nó hay liếm đúng không, cái mũi của nó liếm. Đấy. What do you reckon? Cậu nghĩ cái gì đấy? Cậu không không, cậu cậu nghĩ gì về cái việc này? Nhắc cái từ reckon, reckon có nghĩa là kiểu bằng từ think, consider đó. Harry said to Ron, whose eyes he now he could just make out reflecting the light from his wand. Cái đôi mắt của Ron thì bây giờ Harry chỉ có thể nhận ra thôi. Không có nhìn rõ được nữa, chỉ có thể kiểu mường tượng nhận ra, make out nhá, có thể nhận ra. Đó. Reflecting the light from his wand có nghĩa là kiểu như cái đôi mắt của Ron ấy, thì đang phản chiếu cái ánh sáng từ đũa thần của Harry. Reflect là phản ánh, phản ánh, phản chiếu lại. We've come this far, said Ron. We've come this far có nghĩa là chúng ta đã đi xa tới bây giờ rồi, chúng ta đã đi xa tới tới nhường này rồi đúng không? So they follow the darting shadows of the spiders into the trees. Thế cho nên họ tiếp tục đi theo cái bóng đen mà nó đang vụt đi rất là nhanh của những cái con nhện đi vào trong những cái cây, đi vào sâu trong rừng. Cái darting shadows nha, shadow là cái bóng đúng không? Cái bóng đen. Ở Mecca còn là kiss. Thực ra này Mecca ấy nó ngoài kiss ra nha, ví dụ hôn cổ đúng không? Xong rồi là làm bất cứ một cái hành động gì mà kiểu âu yếm ấy, kiểu đấy thì nó gọi là Mecca. Ừ. Hôn cổ mấy ông còn liếm láp nữa cơ đúng không, thì lượng cắn 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 xé rồi cắn yêu ấy, xong rồi có cái hành động nó gọi là nút nút tạo ra một cái vết thâm đấy, tất cả nó gọi là make out đó, tất cả nó gọi là make out. Tiếp theo đâu rồi, và từ đó đúng không, họ follow cái darting shadows của những cái con nhện, những cái bóng mà nó đang vụt đi rất là nhanh, nó bắn đi rất là nhanh đấy, của những cái con nhện đi vào trong những cái cây. They couldn't move very quickly now. They couldn't move very quickly now. Họ không có đi nhanh. Họ không có đi được quá nhanh bây giờ, đúng không? Khi mà kiểu như ở thời điểm này thì họ không thể nào đi được quá nhanh. There were tree roots and stumps in their way, barely visible in the near blackness. Có những cái tree roots, có những cái rễ cây và những cái khối cây nó bị cụt, nó bị chặt đi trên cái đường đi của họ. Và những cái thứ đấy thì nó barely visible, gần như là không thể nào được nhìn thấy trong cái gọi là cái khoảng không vô tận đúng không, trong cái khoảng khoảng đen vô tận. Cái blackness ở đây là cái sự đen tối. Có nghĩa là cái không gian xung quanh nó rất là đen. Đấy, rồi là tiếp theo này, stump. Stump thì hôm qua mình có giải thích giống như kiểu một cái rễ cây, một cái gốc cây nó bị chặt đi ấy. Đấy thì nó gọi là một cái stump. Đó, và barely visible, gần như là không thể nào nhìn thấy. Harry could feel Fang's hot breath on his hand. Harry có thể cảm thấy được cái hơi thở nóng hổi của con chó Fang trên tay của cậu ấy. More than once, they had to stop so that Harry could crouch down and find the spiders in the one line. Nhiều hơn một lần, họ đã phải dừng lại để Harry có thể ngồi xổm xuống, có thể kiểu ngồi khom xuống và tìm. Stump chính là cái gốc cây mà nó đã bị chặt đi rồi ạ. Đây này, cái cây bình thường không, nó cao ấy, mình chặt cái thân đi, nó chỉ còn cái gốc ở dưới thôi ấy, thì nó gọi là cái stump. Đó, cái stump. Cái từ crouch nha, crouch là mình ngồi xổm. Đấy, mình ngồi xổm xuống và nhìn tìm những cái dấu của con nhện đúng không? Trong cái ánh sáng đũa thần. Có lẽ là dừng ở đây thôi nhỉ. Đấy, đến 12 giờ rồi mà. Nốt chỗ này nha, nốt cái cục này thôi nha. They walked for what seemed like at least half an hour. Họ cứ thế bước đi trong một cái khoảng thời gian mà nó có vẻ như là ít nhất một nửa giờ. Their ropes nagging on low slung branches and brambles. Cái bộ áo choàng của họ thì nó bị vướng vào những cái cành cây nó thấp và những cái
Nói chung là những cái bộ phận của cây, những cái cục ở trên cây ấy, mình đoán thế nhé, chứ còn từ này mình không rõ. Tí nữa mình tra sau. Low slung tức là những thứ mà nó kiểu như ở một cái phạm vi thấp, đúng không? Đấy, từ slung chính là quá khứ từ sling á. Sling là một cái hành động mà nó gọi là đi theo cái tiếp tuyến parabol, vòng cung. Low slung. Đó, đấy chưa? Branch thì đó là cái cành. Đấy, cái cành. Snag. Snag là giống kiểu nó bị vướng vào ấy. Nó bị vướng, nó bị mắc vào. Đây, bây giờ xem từ bramble nó là cái gì nhá. Bramble. Cái bụi, ok, cái bụi gai. After a while, they noticed that the ground seemed to be sloping downwards through the trees were, though the trees were as thick as ever. Sau một khoảng thời gian, họ để ý rằng, notice, để ý đúng không? Để ý rằng là cái mặt đất ấy có vẻ là nó đang đi xuống. Đấy, nó đang gọi là dốc xuống nhá, đang dốc xuống. Bởi vì từ slope chính là một cái mặt phẳng nghiêng, và downwards đó là phía dưới, đúng không? Đi xuống phía dưới. Đó, rồi. Mặc dù những cái cây ấy thì nó càng ngày nó càng rậm rạp hơn. Ok. Vừa mới nói mà snack nó là bị vướng víu à? Ừ. Mặc dù các cái cây thì càng ngày nó càng thick hơn, nó càng dày đặc hơn nha. Ok, chúng ta dừng lại ở đây nha. Ngày mai tiếp tục được không? 10 giờ.